Hi, tôi chào tất cả mọi người đã đến với Kendo Tiên Sinh nha. Hôm nay thì mình đi bắt tô ong mọi người ơi. Thì Đô đã làm rất là nhiều clip bắt ong rồi, nhưng mà Đô bữa giờ Đô chưa chia sẻ cái cách mà để để tìm được tô ong và cái cách mà để bắt ong như thế nào cho nó gọi là mình đạt năng suất 100% nha. Mà hôm nay Đô có chuẩn bị một cái son các bạn, và bên trong cái son có một cây kềm và nửa điếu thuốc nha, một cái hộp quẹt ok nha. Thì mặt Đô là một con suối, nói chung là một con suối, một cái con suối một hai bên bờ cây, hai bờ bình bờ cây rất là âm tầm nha. Mà làm sao các bạn để tìm thấy ô tô ong thì đó là điều rất là khó khăn nha các bạn. Đây, và Rido hôm trước thì Đô đã tình cờ đi và phát hiện ra một tuần tô ong, và ngày hôm nay Đô sẽ thị phạm cho các bạn coi cái cách mà mình để phát hiện tô ong như thế nào. Bây giờ khi mà các bạn phía trước Đô là một cái tầng tô ong nha, đó bụi cây có tô ong. Và để mà biết được tô ong ở đây thì các bạn phải nhìn, phải quan sát nó bay ở trên những cái bụi cây nè, thì rất là khó thấy nha. Bây giờ Đô sẽ chỉ các bạn xem nè. Khi mà các bạn để ý trên đây nè, là nó sẽ bay, bắt ra nó bay ra bay vô tụi cái tổ nó bay ra bay vô, mình để chịu khó để ý. Bây giờ quay thì nó không biết đâu. Ok, đây các bạn, sau một thời gian Đô phát cái ranh ra nè, nói chung nãy giờ phát nói chung bị gây đâm khá đau nha. Đó, tạo ra một con đường mòn đi vô đây và Đô bắt cái tô ong này nè. Đó, các bạn thấy tô ong không, chà bá không? Bây giờ tôi sẽ nhiệm vụ Đô bây giờ là sẽ pha thuốc và lấy ra nha các bạn. Ok mọi người, sau một hao vật lộn thì Đô đã bị từ được tô ong nha, nói chung là khá là chua đó các bạn. Wow, mặt này cũng khá được khoảng xị á, mà hình như có vẻ hút mặt hết rồi các bạn ơi ha. Bít mặt này nè, khô quá, chạy vô mùa mưa quá. Đồ bị lông lỗ ngang chân cắn đầu quá, gai đầy tay hết luôn, đâm đầy tay luôn nhọn á. Đồ kết thúc video tại đây nha, hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.